Xin chào các bạn, trên tay mình là một chiếc máy cực kỳ sexy, cực kỳ quyến rũ, và nếu như ai chưa biết thì rất khó có thể tin là nó lại có mức giá chỉ hơn 3,5 triệu đồng, dưới 4 triệu đồng. Và đó chính là chiếc Redmi 5 Plus, phải nói là đang cực kỳ hot đến nay. Hùng Mobile vừa về hàng một phát là mình đã cầm một chiếc máy để sử dụng rồi, và sau 2 ngày trải nghiệm thì mình đã có những phát hiện khá thú vị và mình muốn gửi tới anh em trong video ngày hôm nay. Và sản phẩm này thì hiện tại nó đang có mặt tại Hùng Mobile và anh em có thể truy cập vào website hungmobile.vn để xem chi tiết hơn. Nó là hàng nguyên siêu, bảo hành 12 tháng cũng như là có trả góp 0% cho anh em. Quay trở lại với sản phẩm thì cái điểm mà mình ấn tượng nhất đó chính là màn hình. Từ trước giờ khi mà chưa được trên tay thì mình nhìn qua thông số thì mình nghĩ là màn hình này chắc cũng chỉ độc đáo với tỷ lệ 18.9 thôi. Nhưng mà khi trải nghiệm thực tế thì nó còn hơn thế rất là nhiều. Cái thứ nhất là độ phân giải Full HD cộng cho chúng ta một hiển thị nó cực kỳ sắc nét. Cho dù các bạn có căng mắt ra nhìn thì cũng không thấy nó khác so với cái màn hình 2K là bao nhiêu. Các điểm ảnh các thứ phải nói nó cực kỳ mịn màng. Và cái thứ hai đó chính là vẫn sử dụng tấm nền IPS nhưng Xiaomi đã cải thiện chất lượng hiển thị nó tốt hơn rất là nhiều. Chiếc Redmi Note 4X trước đây được đánh giá hiển thị đẹp thì chiếc 5 Plus này nó còn đẹp hơn thế rất là nhiều. Màu đen được hiển thị sâu, hình ảnh cực kỳ tươi và trong hơn khá nhiều, và các bạn có thể nhìn thấy cái video so sánh này. Ngoài ra thì màn hình sản phẩm này có kích thước lên tới 5,99 inch cho nên là nó có rất nhiều không gian để mình có thể giải trí hay chơi game rất là đã. Nhất là cái tính năng chia đôi màn hình, với cái màn hình lớn như vậy thì mình có thể vừa xem phim và vừa đọc báo hoặc là lướt Facebook rất là thoải mái. Cái phím điều hướng ở phía bên dưới này thì tuy nhìn có vẻ chúng hơi sát nhau nhưng mà rất thuận tiện để cho chúng ta có thể bấm vào một cách rất là dễ dàng mà không phải với. Còn về thiết kế thì sao, thì phía mặt trước thì nó rất hiện đại và ấn tượng, không có gì phải bàn rồi. Còn lại về cái thiết kế bên ngoài sản phẩm này thì nó không gây ấn tượng cho mình nhiều lắm. Tất nhiên là nó vẫn có một thiết kế đẹp và sang trọng với khung viền bằng kim loại nguyên khối và các chi tiết được hoàn thiện rất là tốt, nhưng mà nó lại không mang sự mới mẻ chúng ta vì là nhìn nó rất là giống với chiếc Redmi Note 4X ở trước đây. Cảm biến vân tay trên sản phẩm này được đặt ở vị trí rất là hợp lý, bình thường mình cầm máy với tư thế này và cái ngón tay mình rất là dễ có thể với tới, và cái tốc độ mở khóa của nó cực kỳ là nhanh. Đấy các bạn được thấy. Đấy, thử lại phát nữa. Đấy, và so với chiếc Note 4X thì nó còn nhanh hơn nhiều. Và đối với những chiếc Galaxy Note 8 hay là S8 thì gọi sản phẩm này là bằng cụ luôn. Về cấu hình ở trên Redmi 5 Plus thì nó sẽ sử dụng cho chúng ta chip Snapdragon 625 và đi kèm bộ nhớ RAM 3 hoặc là 4GB, tương ứng với bộ nhớ trong là 32 hoặc là 64GB. Và cái sản phẩm này hoàn toàn cho mình sử dụng mượt mà những cái tác vụ thông thường hàng ngày hoặc là những cái thể loại game nặng như Alpha 8 và thứ là vô tư. Và máy sử dụng rất là mát và tiết kiệm pin, có sao đây mới là cái con chip là được đánh giá rất là cao trong năm 2017. Và pin sản phẩm này nó sẽ cho chúng ta dung lượng là 4000 mAh, và mình có sử dụng với độ sáng màn hình 85%, mình có chơi game, lướt Face, xem YouTube các kiểu thì cho mình thời gian on screen liên tục khoảng tầm 7 tiếng đồng hồ. Và cái sản phẩm này nó hoàn toàn cho chúng ta sử dụng 2 ngày nó khá thoải mái. Tuy nhiên thì nó lại không có sạc nhanh đi kèm chúng ta, đây là cái điều mà hơi đáng tiếc một chút. Tiếp theo là cái điểm mà mình khá chưa hài lòng ở trên sản phẩm này, đó chính là về camera. Phía sau thì chúng ta sẽ có độ phân giải 12.1 megapixel và khẩu độ là f2.2 khá là nhỏ. Và ở điều kiện đủ sáng thì máy vẫn cho tốc độ chụp khá nhanh và HDR khá là ổn. Tuy nhiên thì màu sắc nó lại thể hiện hơi nhạt. Như chiếc hộp này của mình thì nó là màu đỏ đậm, nhưng mà khi chúng ta chụp lên thì nó lại hơi ngả sang là màu đỏ tươi. Còn về điều kiện thiếu sáng thì mình khuyên các bạn là không nên sử dụng chiếc máy này để chụp nhiều. Ở đây mình có bức ảnh chụp ở trong phòng điện sáng thôi mà đã rất là noise rồi, chứ chưa nói gì tới là chúng ta chụp ảnh ngoài trời vào ban đêm. Ở camera trước là 5.1 megapixel và khẩu độ f2.2 sẽ vớt vát được phần nào về camera ở trên sản phẩm này. Ở trong điều kiện đủ sáng thì ảnh nó khá là tươi, sáng và màu da lên khá là mịn. Còn ở trong điều kiện thiếu sáng thì với khẩu độ chỉ là f2.2 thôi thì nó không thể chụp ảnh tốt được. Tuy nhiên lại rất là may khi mà Xiaomi đã trang bị thêm cái đèn flash ở phía trước cho chúng ta có thể chụp đêm các thứ, nó có ánh sáng nó tốt hơn. Và máy vẫn cho chúng ta chụp ảnh bằng cách là chạm vào cảm biến vân tay, rất là nhanh và thuận tiện. Vừa rồi là những cái trải nghiệm của mình về chiếc Redmi 5 Plus sau 2 ngày sử dụng. Tóm lại mình rất ấn tượng với cái màn hình ở trên sản phẩm này. Không những là nó có tỷ lệ 18.9 rất là hiện đại, độc đáo, mà còn có cái khả năng hiển thị với màu sắc rất là tươi, rất là tuyệt vời cho chúng ta. Và máy cũng sẽ cho chúng ta một cấu hình rất là ổn ở trong tầm giá, thiết kế đẹp và pin khá là ấn tượng. Còn điểm mà mình chưa hài lòng ở trên sản phẩm này đó là về camera. Và đây cũng là cái điểm mà Xiaomi thường làm chưa tốt ở trên những cái sản phẩm này của mình. Và với tầm giá từ 3,5 tới 4 triệu thì tất nhiên đây vẫn là một cái sản phẩm rất là đáng để chúng ta chọn mua. Còn anh em thì anh em đánh giá sao về sản phẩm này, xin mời hãy để lại comment phía bên dưới nhé. Đừng quên hãy truy cập vào website hungmobile.vn để xem chi tiết giá bán của chiếc Redmi 5 Plus này. Hay là chiếc Redmi 5 thì cũng vừa mới có mặt, cũng như là những cái sản phẩm của Xiaomi khác đều là hàng mới 100% nguyên siêu, bảo hành 12 tháng và có hỗ trợ trả góp 0% cho anh em.
Và anh em nhớ like, share và subscribe nếu thấy video này hữu ích nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.